Hello, xin chào tất cả anh em Chào mừng anh em được quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình box anh em Nay mình sẽ tiếp tục cầm vốn 1 triệu vào Chơi cùng kiếm tiền trên con xích bo bình box cho tất cả anh em cùng xem và giải trí nhá Rồi thì hôm nay mình lại tiếp tục áp dụng cái công thức hai cửa của mình Thì để xem hôm nay với số vốn là 1 triệu thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu Trên con à, xích bo này Thì mời anh em đón xem cùng mình hết cuối clip nhá Cảm ơn anh em rất là nhiều rồi thì bây giờ thì mình sẽ không lòng vòng nữa anh em ơi Chơi luôn Ơ Sao nó không hiện Nãy mình chơi con một con năm mà Đúng rồi ăn rồi Đấy 2 triệu tư Sao nó không đéo hiện nhờ Sao tự nhiên nó bị ẩn nhờ Mẹ lạ thật đấy anh em ạ à. Thôi không sao Nãy mình chơi anh em thấy rồi đúng không Nãy mình chơi con một với con năm mà đúng không nhỉ Tự nhiên thì mẹ tự nhiên Đánh xong nó mất luôn Mình tưởng nó bịp chứ Ai ngờ ăn một nó vẫn trả anh em ạ. À. Ok, bây giờ mình tiếp tục bắt con ba con bốn anh em nhá. Rồi, lại ăn con bốn tiếp anh em ơi. Ngon rồi anh em ơi. Đấy thì anh em nào mà chưa trải nghiệm con bình bốc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với là mô tả nhá. Anh em chuyển tải về liên kết xong gửi ID vào nhóm Tele, mình ghi ở bên dưới để nhận code 20k nhá. Với lại anh em nhận là code xong Đi bóc qua Zalo mình, mình sẽ tặng anh em mỗi người một bộ công thức xích bo với lại đưa anh em về bờ mỗi người một đến hai lượt nhá. Đấy thì mình hoàn toàn đưa anh em về bờ giúp anh em miễn phí 100% Ok ăn con hai tiếp này Đấy mình không lấy phí hay lấy gì cả anh em ạ Mình chỉ giúp anh em về bờ thôi Đấy mất mình còn hoàn vốn cho anh em nữa nhá Rồi thì mới chơi có ba tay mà đã lên 8 triệu 7 rồi anh em ơi Đấy thì hôm nay không biết một triệu của mình thì lên được bao nhiêu đây anh em ạ Đấy vừa rồi ra con hai thì bây giờ mình sẽ tiếp tục biệt con hai với con 5 anh em này Đấy thì mỗi hôm mình sẽ chơi theo một cái công thức đó để xem cái nào thì áp dụng tỷ lệ ra nhiều ra cao thì mình sẽ dành tặng đến cho tất cả anh em miễn phí nhá để cho anh em có thể kiếm được mỗi ngày một ít để anh em trang trại cuộc sống nhá rồi thì bây giờ lên 11 triệu rồi mình sẽ ra vào lại một phát nhá đấy thì vì nãy giờ thì ăn bốn năm tay rồi chưa thua thay nào nếu mà anh em ăn như thế mà không ra anh em chắc chắn sẽ thua nhá đấy sẽ thua đậm chứ không phải là thua thua thua, thua ít nữa đâu anh em cho nên anh em chơi là phải cẩn thận nhá rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục chơi anh em nhá. 11 cụ thì bây giờ mình sẽ bắt con 2 với lại con 4 tiếp này. Đấy, mỗi con 4 triệu nhá. Đấy thì anh em con này thì anh em chỉ cần nạp đầu 100k thôi thì anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k free anh em ơi. Đấy, ok anh con 2 này. Đấy số với số 4 hôm nay thì mình sẽ chắc cũng kiếm được tầm trăm trăm thôi anh em ạ, hơn trăm thôi. Đấy thì không biết có lên tầm đỏ không anh em ạ. Thì uh, chơi hết mới biết được anh em chơi xong mới biết được anh em cứ xem hết cuối clip cùng mình nhá đấy thì anh em nào muốn xem mình livestream thì cứ tầm 8 giờ tối anh em 8 giờ tối hàng ngày anh em kẽ vào kênh đình lâm ga minh xem mình livestream con minh này nhá đấy thì mỗi hôm live thì à... ok ăn tiếp con hai này nãy giờ chưa thua tay nào anh em nhá nãy giờ chưa mất một tay nào hết anh em nhá Đấy thì anh em à, mỗi like thì mình sẽ dành ra 4 đến năm k một ngày để lọc cũng như là cho anh em chơi event nhá ok chưa ạ rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con ba con bốn xem nào Hiện tại đã lên 45 cụ anh em Mà chưa thua tay nào Từ vốn một cụ lên 45 cụ chưa thua tay nào luôn anh em Đấy mong tay này ăn tiếp này Đấy ok chưa Hôm nay cầu quá chuẩn luôn anh em ạ Quá chuẩn luôn chuẩn như cơm mẹ nấu luôn anh em ơi 64 cụ rồi chưa thua một phát nào cả anh em Hôm nay đang tỷ lệ thắng 100% anh em ơi Đấy quá là ngon Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con 4 con 5 anh em nhá mình sẽ bắt con 4 con 5 này để xem nào để xem nào đấy có phải hack cơ không anh em ạ mở bát mở bát mẹ xịt rồi anh em ơi xịt rồi cuối cùng cũng xịt mất một chuỗi tay một tay rồi anh em ạ ơi bây giờ mình sẽ ra một lại phát nhá cuối cùng cũng xịt mất chuỗi rồi 57 triệu nữa anh em ạ ấy thì à, chơi à, chắc tầm gần chục tay thì thua một tay thì nó hết sức vô cùng đơn giản với mình, đấy kể cả thua hai tay cũng được, đấy nhưng mà tỷ lệ mình sẽ chơi theo cái công thức nào tỷ lệ cao nhất thì mình sẽ tặng anh em nhé. Ok, ăn con 50 cụ đây. Ok chưa? 95 cụ rồi, không biết hôm nay ăn được bao nhiêu anh em. Đấy, bằng kiếm một chút vốn để tối like xin mà lọc lãi cho anh em nữa chứ. cứ mỗi đêm mình like xin mình đều lọc lãi cho anh em 500 k hàng ngày. Đấy, ngày nào mình cũng lọc, ngày nào mình cũng like hết anh em ạ. Rồi bây giờ thì nãy ra con 5 thì uh, bây giờ uh, mình sẽ bắt lại con hai con 4 này. Mở bát. Đấy ăn tiếp anh em, thấy chưa? 5 ra 2 này. Đấy thì uh, cầu thì mình chỉ xem mấy cầu đầu thôi, cầu sau là mình biết rồi, mình chỉ cần ra con nào là mình biết, mình nhớ trong đồ là mình chơi thôi. Còn anh em thích xem cầu thì anh em cứ có thể xem mỗi tay anh em xem một lần cũng được. Đây là mình chơi quen là mình không cần phải xem cầu nữa anh em ạ. Mình nhớ cái cầu uh, cầu thứ nãy tầm 3 cầu gần nhất thôi anh em mình nhớ lại là mình chơi thôi đấy hai bốn tiếp này đấy hai thường thường nó hay biệt là thế anh em ạ anh em thấy không hai thường thường nó hay biệt là vì thế này đấy anh em rồi bây giờ mình sẽ chơi một tay cuối cùng là mình nghỉ này bây giờ là hiện tại là một triệu đã lên 172 triệu rồi bây giờ mình chơi một tay cuối cùng một là mình sẽ ăn lên gần 200 cụ mình nghỉ luôn hai nữa là còn 160 cụ mình nghỉ nhá đấy để xem nào, để xem nào. Hy vọng ăn tay này nữa này, là nghị này. Ôi địt mẹ lại ra năm anh em kìa. Thôi không sao thì chơi từ đầu đến cuối thì mất đúng hai tay anh em nhá. Mất đúng hai tay, vốn một cụ lên 162 cụ. Bây giờ thì mình sẽ dừng clip tại đây. Đấy cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye anh em.